Ngọc Miu từ hot girl trở thành bà trùm đường dây ma túy khủng. Cùng ra tòa với ông trùm sản xuất ma túy lớn nhất Việt Nam, Văn Kính Dương ngoài các đàn em thân tín còn có người tình của Dương là Vũ Hoàng Anh Ngọc, hot girl Ngọc Miu, 25 tuổi, quê Hải Phòng. Ngọc là chị cả trong gia đình có ba chị em trong gia đình khá giả tại Hải Phòng. Được trời phú cho vẻ ngoài xinh đẹp nhưng Ngọc không lo học hành mà chỉ lao vào các cuộc vui nên học hết lớp 11 cô ta bỏ học. 17 tuổi, Ngọc theo gia đình vào Nam sinh sống. Do bản tính ham chơi, nên vừa mới lớn, Ngọc đã dính vào cuộc hôn nhân tuổi tin, vỏn vẹn chừng một năm và có một đứa con. Thời điểm bỏ chồng, Ngọc nổi lên với cái tên Ngọc Miu hay Miu Miu, là hot trong giới tuổi tin ở Sài Gòn. nửa đầu năm 2014, Ngọc được chú ý rộng rãi khi tham gia vai diễn trong các MV của ca sĩ Đan Trường, Cao Thái Sơn, những tên tuổi đình đám trong làng giải trí lúc bấy giờ. Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau đó, Ngọc mất tích khỏi làng giải trí và trở thành người tình của ông trùm ma túy vượt ngục Văn Kính Dương quá trình chung sống, Ngọc và Văn Kính Dương có với nhau một con chung, năm nay cháu bé được 4 tuổi. 9X được người tình chiều chuộng, sắm sửa cho nhiều đồ dùng sang trọng, nổi bật là chiếc Mercedes hơn 2 tỷ đồng. Cũng từ đây, người đẹp đã dần bị lôi vào đường dây của chùm ma túy. Ngọc là mắt xích bị khám phá gần như cuối cùng trong đường dây, bởi lẽ, Ngọc được Dương cung phụng về tiền bạc, sống ở các căn hộ thuê cao cấp, suốt ngày chỉ hưởng thụ, mua sắm, du lịch. Về phần ông chùm Văn Kính Dương, hầu hết các bẻ ma túy sau khi được ra lò, Dương mang về các căn hộ thuê để cất giữ, chờ phân phối. Những địa điểm mà Ngọc sống được sử dụng chính vào việc giấu hàng, chờ giao cho các đại lý cấp 1. Dù là người tình, nhưng ông Trùm Dương thoát ẩn, thoát hiện, ít đến những nơi Ngọc sinh sống. Ban đầu, Ngọc thuê căn hộ cao cấp ở đường Nguyễn Hữu Thọ, quy 7 để ẩn náu, sống chung cùng Lưu Hương Giang, sinh năm 1988, quê Hà Nội, một mắt xích quan trọng trong đường dây của Dương. Nữ quái này cần lấy hàng bao nhiêu? Chỉ cần gọi báo cho Dương, sau đó Ngọc giao hàng cho Giang theo chỉ định của ông Trùm. Giai đoạn đầu, thị trường của Giang là giao hàng cho các đại lý thứ cấp ở Sài Gòn. Đầu năm 2017, do Giang qua mặt ông Trùm, bán thuốc lắc cao hơn gấp 2, 3 lần nên bị phát hiện, văn kính Dương yêu cầu Giang về Hà Nội phát triển thị trường ở phía Bắc. Hot girl Ngọc Miu có nhiệm vụ chữ hàng, giao cho đầu mối này. Ngoài ra, Dương cũng giao cho Ngọc nhiệm vụ điều phối nguồn hàng cho nữ quái Nguyễn Thu Huyền, 31 tuổi quê Hà Nội, để bán lại cho các đại lý tại Sài Gòn. Đến khoảng 10 giờ 24 phút ngày 6 tháng 4 năm 2017, sau khi biết Lê Văn Mang, 32 tuổi, quê Cà Mau, bị bắt tại Hải Phòng, Dương điện thoại cho Ngọc, nói gọi Huyền qua nhà lấy ma túy đem giấu chỗ khác. Tuy nhiên, Huyền nói không mang về nhà được. Ngọc quen với khách sạn trên đường cách mạng tháng 8, quận 10, và gọi điện đặt phòng tại đây, rồi chở Huyền sách ma túy đến nơi này cất giấu. Ngày 8 tháng 4 năm 2017, cơ quan cảnh sát điều tra bắt khẩn cấp Ngọc Miu, khám xét phòng khách sạn và thu giữ vật chứng như trên. Với vai trò bạn gái của ông Trùm, Ngọc Miu được coi là bà Trùm, là mắt xích quan trọng trong đường dây sản xuất, cung cấp ma túy khủng này.